cậu thí qua rồi sao chưa thấy tin ta? Thiệt ra là cũng có. Hả? Có tin sao nãy giờ không nói, trời ơi. Nghe bạn hàng từ kinh thành về nói cậu hai mình đậu tam khoa. Tam khoa? Dạ. Vậy được thăng quan rồi, trời ơi mừng quá. Ờ, mà sao không về? Hay là muốn bí mật với vợ con nè, hay là bị giữ lại ta, hay là không muốn về? Nghe nói á là thám qua được phong chức quan tháp tùng cùng quan giám đi thanh tra các tỉnh. Bao nhiêu công lao, rốt cuộc chị cũng thành bà thám rồi. Tiện nữ xin chào bà quan thám. Chưa biết được không hay là bà khác hưởng rồi, gặp mới chắc vú. Hả? Số khổ, tới lúc đáng ra phải mừng vẫn còn khổ. Hả? Vú, vú làm người ta khổ chứ ai. Tại vú chỉ nhắc nữ thôi. Nữ nhớ nha, đàn ông á giàu đổi bạn, sang đổi vợ nhiều lắm. Vú vú vú, uống trà đi vú. Uống trà. Uống trà đi nha. Đừng nói nữa. Anh hai, Thiện huynh. Anh hai, cho em nói chuyện với Thiện huynh chút xíu nha. Nhưng mà muội nhớ nhanh nhanh. Dạ. Đừng có làm phiền người ta. Em biết rồi. Dạ. Thiện huynh, chàng đưa tay của chàng đây. Đưa tay đây. Em tặng chàng nè. Chàng giữ chiếc khăn này để mỗi lần lấy ra xài là nhớ tới em. Khăn đẹp lắm. Nhưng ta đã nói với nàng rồi mà. Ta xin lỗi, ta không thể nhận được. Giờ chàng có lấy không? Từ trang á, em đã soạn sẵn hết rồi. Anh hai mà không cản là em đi theo liền á. Tiểu thư, lại đừng có vậy mà. Nàng còn trẻ, xung quanh nàng còn biết bao nhiêu dương tôn công tử. Chẳng qua là duyên chưa tới thôi. Em không thích. Em thích chàng rồi. Chàng ở trong nhà em á là cái duyên. Chàng với anh em á cùng làm quan, có em cận kề á cũng là duyên. Bây giờ chàng thi đậu mà về cái xứ quê mùa đó là chàng đang cải duyên nha. Hiện tại ta nhớ quê, nhớ nhà lắm. Còn em á thì nhớ chàng. À, thôi chàng đi đi. Đi á rồi về tính chuyện tụi mình. Đi đi. Ta xin lỗi, ta không thể nhận được. Có từ. Thiện huynh. Cái gì là của mình á nhất định phải giành lấy, không thể nào để dục được. Vú, vú coi kỹ giùm con để con giao hàng cho người ta nha. Con chào vú. Chị, em đi thu tiền nè, chị kiểm tra lại đi. Em đi tới đâu á cũng nghe người ta khen lụa của mình hết trơn á. Ủa, chị không kiểm lại hả? Không cần đâu. Dạ mời quan, mời quan. Dạ mời quan, mời quan. Đây, nó đây nè quan. Nó nè. Ai? Đâu? Nó. Ai là Giang Thương? Giang Thương là đây. Đây là Giang Thương. Dạ. Đây mới là Giang Thương. Không phải, đây nè. Không phải, đây. Áo tím rịm là Giang Thương. Gì vậy? Áo tím là chủ nhà. Trời ơi, có lộn không trưởng làng? Sao tự nhiên vô đây nói Giang Thương là sao tôi không hiểu. Mấy ông nói gì vậy? Ai là Giang Thương? Thôi được rồi. Bây giờ lục soát đi. Coi có cái gì ở đây không? Thì người đó sẽ là Giang Thương.